Có lẽ hầu hết chúng ta chỉ biết đến một hành tinh, nơi chúng ta đang sống là trái đất. Và mặc dù con người đang không ngừng tìm kiếm các ngoại hành tinh khác giống trái đất, nhưng cho đến nay vẫn rất khó để tìm được đích xác một hành tinh như vậy. Tuy nhiên, mới đây tờ Space đã thống kê một số hành tinh có thể là bản sao trái đất hoàn hảo nhất trong số hơn 4.000 ngoại hành tinh đã được xác nhận. Vậy chúng là những hành tinh nào? Chúng ta hãy cùng khám phá trong video này nhé! Đầu tiên, hành tinh Chapit-1e. Chapit-1e là một ngoại hành tinh rắn có kích thước gần bằng trái đất, quay xung quanh khu vực có thể sinh sống được của ngôi sao lùn siêu lạnh Chapit-1 thuộc sao loại M có nhiệt độ 2242,8 độ C và đã 7,6 tỷ năm tuổi. Ngôi sao cách trái đất 380.000 tỷ km, khoảng 40 năm ánh sáng trong chòm sao Bảo Bình. Các nhà thiên văn học đã tìm thấy ngoại hành tinh này bằng cách sử dụng phương pháp quá cảnh, trong đó hiệu ứng M mà một hành tinh gây ra khi nó đi qua phía trước ngôi sao của nó. Chapit-1e là một trong 7 ngoại hành tinh mới được phát hiện quay quanh ngôi sao bằng cách sử dụng các quan sát từ kính viễn vọng không gian Spitzer. Có 3 trong số 7 hành tinh là Chapit-1e, Chapit-1f và Chapit-1g nằm trong khu vực có thể sinh sống được. Vào tháng 11 năm 2018, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng trong số 7 hành tinh ngoài hệ thống đa hành tinh, Chapit-1e có cơ hội tốt nhất để trở thành một hành tinh đại dương giống trái đất và là hành tinh đáng được nghiên cứu về khả năng tồn tại sự sống. Chapit-1e có khối lượng, bán kính, mật độ, trọng lực và nhiệt độ tương tự như của trái đất. Hành tinh này có trọng lực bề mặt bằng 93% so với trái đất. Nó có chu kỳ quỹ đạo bằng 6 ngày trái đất. Và nhiệt độ cân bằng được tính toán là 246,1 độ K, khoảng âm 27,1 độ C, với công suất phản xạ của bề mặt là 0. Tuy nhiên, đối với một công suất phản xạ của bề mặt giống trái đất, thì thực tế hơn là điều này cung cấp một bức tranh không thực tế về nhiệt độ bề mặt của hành tinh này. Bởi nhiệt độ cân bằng của trái đất là 255 độ K, khoảng âm 18,1 độ C, chính khi nhà kính của trái đất đã làm tăng nhiệt độ bề mặt của nó lên mức mà chúng ta thấy như hiện nay. Nếu Chapit-1e có bầu khí quyển dày, bề mặt của nó có thể ấm hơn nhiều so với nhiệt độ cân bằng của nó. Thứ hai, hành tinh Proxima Centauri b. Proxima Centauri b, còn gọi là Proxima b hay cận tinh b, là một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, quay quanh sao lùn đỏ Proxima Centauri, ngôi sao gần nhất với mặt trời, nằm cách trái đất khoảng 40.000 tỷ km hay 4,2 năm ánh sáng trong chòm sao Bán Nhân Mã. Vào tháng 8 năm 2016, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Châu Âu tại Bán Cầu Nam đã công bố phát hiện Proxima b, một hành tinh có thể sống được gần giống trái đất. Proxima b, một hành tinh kích thước cỡ trái đất, quay quanh ngôi sao ở khoảng cách 0,05 đơn vị thiên văn, khoảng 7.500.000 km và có chu kỳ quỹ đạo xấp xỉ bằng 11,2 ngày trái đất. Khối lượng ước tính của hành tinh này bằng 1,3 lần khối lượng trái đất. Proxima b tồn tại ngay giữa khu vực có thể sinh sống của ngôi sao mẹ. Theo lý thuyết thì đó là nơi mà nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên hành tinh. So với mặt trời của chúng ta, khu vực có thể sinh sống được của Proxima Centauri rất gần so với ngôi sao chủ, bởi phạm vi sinh sống của ngôi sao này lạnh hơn rất nhiều so với mặt trời. Mặc dù với nhiệt độ phù hợp như thế của Proxima b, nhưng các điều kiện trên bề mặt của nó có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi tia cực tím và bức xạ tia X từ ngôi sao chủ, do quỹ đạo gần của nó vượt xa cường độ mà trái đất hứng chịu từ mặt trời. Các nhà khoa học đã từng tin rằng những ngôi sao lùn đỏ giống như Proxima Centauri không thể tồn tại những hành tinh sống được, rằng nó đang quay quanh rất gần ngôi sao chủ. Nhưng hiện nay, các nhà khoa học cho rằng những ngôi sao lùn đỏ có thể là nơi tốt nhất để tìm kiếm những hành tinh khác có thể sống được nếu hành tinh sở hữu từ quyển mạnh. Tuy nằm gần hệ mặt trời nhất với khoảng cách chỉ 4,2 năm ánh sáng, nhưng để đến được hệ sao này với công nghệ hiện đại nhất mà chúng ta có, thì chúng ta vẫn sẽ mất đến hàng nghìn năm mới có thể tiếp cận được đến ngôi sao gần nhất này. Thứ ba, hành tinh Kepler-1649c. Kepler-1649c là một ngoại hành tinh siêu trái đất. Đây là một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao dãy chính, được cho là nằm trong khu vực có thể sống được, cách trái đất khoảng 300 năm ánh sáng. Ngoại hành tinh này có kích thước tương tự trái đất, nó có khối lượng gấp ít nhất 1,25 lần khối lượng trái đất và được NASA chính thức xác nhận vào năm 2020. Kepler-1649c có chu kỳ quỹ đạo 20 ngày quanh ngôi sao chủ, nhanh hơn quỹ đạo sao thủy khi phải mất 88 ngày.
khoảng cách từ Kepler-1649c đến ngôi sao chủ là 0,255 đơn vị thiên văn. Kết quả nghiên cứu chi tiết hơn công bố trong năm 2021 cho thấy hành tinh này có khí hậu mát mẻ hơn trái đất vì nhận được ánh sáng từ các sao mẹ vào khoảng 75% so với ánh sáng trái đất nhận được từ mặt trời. Nhưng đó vẫn là thông số hoàn hảo cho sự sống. Nếu hành tinh sở hữu bầu khí quyển dày như trái đất, thì bề mặt của nó có thể ấm hơn và nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Thứ tư, hành tinh Kepler-452b. Kepler-452b là một hành tinh ngoài hệ mặt trời quay quanh ngôi sao loại G là Kepler-452, một ngôi sao lớn hơn mặt trời 10%. Nó được xác định bởi kính thiên văn không gian Kepler và việc phát hiện ra nó đã được NASA công bố vào ngày 23 tháng 7 năm 2015. Đây là lần đầu tiên phát hiện một hành tinh giống trái đất nằm trong vùng sinh sống của một ngôi sao tương tự như mặt trời của chúng ta. Kepler-452b cách trái đất tới 1.400 năm ánh sáng. Đây là một hành tinh đá cùng kiểu với trái đất. Chu kỳ quay quanh ngôi sao mẹ của Kepler-452b bằng 384,8 ngày trái đất. Đường kính của Kepler-452b lớn hơn 63% đường kính trái đất và nó già hơn trái đất 1,5 tỷ năm. Cường độ ánh sáng chiếu đến Kepler-452b bởi sao chủ bằng 1,1 lần cường độ ánh sáng chiếu đến trái đất bởi mặt trời. Nếu bỏ qua hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ bề mặt trung bình là 265 độ K, khoảng âm 8,1 độ C. Theo kết quả tính toán mô hình, thì khối lượng của hành tinh này bằng khoảng 5 lần khối lượng trái đất. Với khối lượng đó, trọng lực trên hành tinh này bằng 1,88 lần so với trái đất. Và nếu hành tinh sở hữu bầu khí quyển dày, nhiệt độ bề mặt của nó sẽ tương tự như trái đất và có đại dương nước lỏng trên bề mặt. Thứ 5, hành tinh Kepler-442b. Kepler-442b là một ngoại hành tinh có khả năng là một hành tinh đất đá, quay xung quanh trong vùng có thể sống được của một sao lùn cam và cách trái đất khoảng 1.206 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Cầm. Kepler-442b có bán kính bằng 1,34 bán kính trái đất. Do bán kính của nó có khả năng là một hành tinh đất đá với bề mặt rắn. Khối lượng của ngoại hành tinh được ước tính là bằng 2,34 khối lượng trái đất. Trọng lực bề mặt trên Kepler-442b sẽ mạnh hơn 30% so với trái đất. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao lùn loại K có tên Kepler-442, ngôi sao có khối lượng bằng 0,61 khối lượng mặt trời và bán kính bằng 0,60 bán kính mặt trời. Ngôi sao này có nhiệt độ 4.128 độ C và khoảng 2,9 tỷ năm tuổi. Kepler-442b quay quanh ngôi sao chủ của nó với chu kỳ quỹ đạo 112,3 ngày và bán kính quỹ đạo khoảng 0,4 lần so với trái đất, xa hơn một chút so với khoảng cách của sao thủy từ mặt trời, khoảng 0,38 đơn vị thiên văn. Kepler-442b là một trong những ứng cử viên hiếm hoi, được giới khoa học khẳng định là đủ ánh sáng để duy trì một sinh quyển lớn. Nghiên cứu công bố trên thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia cho biết các nhà khoa học đã xét đến nhiều điều kiện khả dĩ cho sự sống thông qua dữ liệu quang phổ và nhận thấy sự quang hợp rất có thể đang diễn ra trên hành tinh này.